tay mình đây là túi đi chợ. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công, dạ kéo cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Mình sẽ bắt đầu cắt dán chiếc túi xách nha các bạn. Sẽ tô phần viền của nó nha. Đấy. Các bạn thấy chưa? Cắt nó ra. Cắt nó ra. Tiếp tiện các bạn cặp cú của các bạn ơi. Các bạn thương mình, các bạn cho mình một like nhá. Mình cắt cái phần này ra nha. Cái túi à. Túi này bạn, túi đi chợ bạn. Các bạn đi chợ các bạn hạn chế dùng túi ni lông các bạn. Mình dùng túi vải, túi viết gì cho nó dễ phân hủy, dễ tái chế nha các bạn. Đúng rồi đấy. 20 năm rồi. Các bạn được các bạn. Các bạn xem kênh Bình được biết kể chuyện thì cả kể chuyện bla bla lại biết thêm kiến thức. Xem này là giải trí của giải trí thêm kiến thức đấy các bạn. Các bạn nhớ like nhá. Mình mà làm cái tác phẩm nào mà vẫn như giống trên đời như thế các bạn à, tình đẹp mấy cũng tàn thôi các bạn. Kiến thức đấy, không phải đơn giản là cắt dán cho thôi đâu các bạn à. Chết xuống cầm phố mà học các bạn. Nghe nha, giờ cắt xong hình dáng rồi nha. Giờ mình dùng ốc màu xanh để mình tô phần thân của cái túi nha các bạn. Túi chợ. Đây là phần miệng túi. Đấy. Các bạn bảo 5 phút mấy rồi kìa, cứ kể đi. Về các bạn có 8 phút cũng được các bạn. Mình kể chuyện các bạn đến ngày mai. Mình có khi mình bảo anh Kiên làm mua kênh YouTube kể chuyện về, kể cho các bạn xem đây này. Ngủ đoạt với mẹ bảo quy bạn nhớ tại sao bảo con tin với mẹ chứ ra chỉ có mang bạn các bạn làm nó rõ ràng với mẹ lắm nhưng mà cái tuổi cũng người yêu lý do anh sợ ma. Anh xem kênh nào, anh xem kênh mà có hai anh Cường và anh Doanh ơ. Đấy các bạn. Bạn như khóc thôi. Bạn làm sao khi được câu chuyện đi trong căn nhà vắng và căn nhà thang rồi thành phim rồi đấy. Thành phim rồi. Bạn xem xem nào với người phản ứng rồi đi. Một bạn các bạn đâu đó có bạn đi vệ sinh rồi. Các bạn đã được quản luôn. Nhớ nhớ.
Giờ cái dán này các bạn. À không, cái bông hoa chứ các bạn nhé. Đó, vậy là bức tranh bông hoa của mình đã xong. Đặt tên bông hoa. Hoa này tuổi các bạn đặt tên. Các bạn hãy đặt tên như tên gì hay comment ở phía dưới nhé các bạn. Chuyên tiện. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Vài phút, vài phút rồi. Bông hoa này, bông hoa cánh. Một phần này hướng dương mình mẩy, xúc vạng. Xúc vạng. Ai còn đây thêm một hạt cây lá nữa nhưng mà thôi. Hết giờ. Mất cả nhiều cái giả. Rồi. Cái này xúc vạng của bạn đã. Đã hủy đi. Bây giờ sẽ tô đậm lại các bạn. Vâng, bây giờ mình sẽ đặt tên là túi đi chợ ấy các bạn. Vâng, như vậy là mình đã xong sản phẩm túi đi chợ này. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.